Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 6 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm được thánh rắc muối đút bò rát vàng cho ăn. Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam ông Tô Lâm được chính tay thánh rắc muối ZBET chế biến và đút cho ăn món bò rát vàng trị giá lên đến 45 triệu đồng trên một phần ăn trong một nhà hàng của ông này ở London. Nhà hàng ZBET từng bị chỉ trích là bán quá đắt và gọi là cướp giữa ban ngày. Hình ảnh của ông Bộ trưởng Bộ Tô Lâm ăn món thịt bò rát vàng nghìn đô hiện đang được chia sẻ hàng ngàn lượt trên các trang mạng xã hội từ tối ngày 4 tháng 11 với hàng ngàn lượt bình luận khác nhau trong khắp cả nước. Đây là hình ảnh cắt ra từ video clip cho thấy ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm ngồi giữa, bên tay phải ông là Chánh Văn phòng Bộ Công an Tô Ân Sô đang cầm điện thoại quay lại cảnh ông Tô Lâm ăn miếng thịt bò rắc muối. Video được đăng tải vào hôm 3 tháng 11 năm 2021 trên tài khoản TikTok có gần 11 triệu người theo dõi của anh chàng đầu bếp người Thổ Nhĩ Kỳ, Cooker, hay còn được biết đến với biệt danh là Thánh Rắc Muối. Nhà hoạt động Hoàng Dũng đã phát hiện và đăng tải video lên Facebook cá nhân vào tối ngày 4 tháng 11. Tuy nhiên, chỉ sau đó khoảng 30 phút đăng tải đã phát hiện thì tài khoản TikTok của ZBET đã xóa video này đi. Đoạn video dài gần 41 giây cho thấy ZBET cho biết đã chế biến món bò rát vàng và sắt ra từng miếng, đồng thời tự tay rắc muối lên 3 phần thịt bò chế biến riêng cho đoàn Việt Nam có giá trị mỗi phần lên đến 1.450 bảng Anh, tức là tổng cộng 3 phần là 135 triệu đồng. Thánh rắc muối này còn tự tay dùng dao xỉa ra một miếng thịt bò đút vào mồm ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và ông này đưa một ngón tay cái lên, dấu hiệu cho thấy món này là tuyệt hảo. Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an Việt Nam Tô Ân Sô ngồi bên tay phải của Tô Lâm, khuôn mặt bừng bừng đỏ và đang cầm điện thoại quay lại những cảnh như vậy. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đang tháp tùng đoàn của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội nghị biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc tại Anh từ ngày 31 tháng 10. Đến chiều ngày 3 tháng 11, ông Chính cùng với đoàn Bộ Công an của ông Tô Lâm sang thăm chính thức nước Pháp. Trước phiên xử 29 người dân ở Đồng Tâm vào hồi tháng 9 năm 2020, Chánh Văn phòng Bộ Công an Tô Ân Sô gọi cụ Lê Đình Kình là một loại cường hào địa chủ mới. Trong khi đó, dân mạng đã phát hiện ông này khi đó đeo dây thắt lưng của hãng Hermes có giá trị gần 5.000 đô la Mỹ. Tiền ở đâu ra mà nhiều vậy, chỉ có tham nhũng của dân mà thôi. Đây là hình ảnh chiếc dây thắt lưng của Trung tướng Tô Ân Sô có trị giá 5.000 đô la Mỹ được dân mạng chụp ảnh phóng to. ZBET là một hiện tượng mạng xã hội vì động tác rắc muối lên các món ăn mà ông này làm. Nhiều ca sĩ, nghệ sĩ, cầu thủ bóng đá nổi tiếng thế giới đã đến nhà hàng của ông này để được chính chủ nhân tận tay biểu diễn màn rắc muối và đút cho ăn. Hóa đơn đắt đỏ tại nhà hàng của Thánh Rắc Muối từng được dân mạng châu Âu đem ra bàn tán. Một vị khách bỏ ra hơn 51.000 đô la cho bữa tối tại nhà hàng ở London, trong đó có 6.000 đô la tiền phí dịch vụ. Một hóa đơn dùng bữa tại nhà hàng ở đây ngay tại thủ đô London vào hôm 8 tháng 10 của Thánh Rắc Muối đã thu hút sự chú ý của cộng đồng. Theo đó, thực khách phải trả 37.000 bảng Anh, tương đương với 51.000 đô la, tức gần 1,2 tỷ đồng Việt Nam cho bữa tối, trong đó có 4.800 bảng là tiền phí phục vụ. Nhưng món đắt đỏ và nổi bật trong bữa ăn hôm đó là rượu vang, bít tết nạm vàng giá 850 bảng một miếng và 20 chiếc bánh ngọt với giá 600 bảng. Món rẻ nhất trong hóa đơn là khoai tây nghiền cùng nấm xào giá 12 bảng. Dân mạng cũng sửng sốt vì hình ảnh há miệng đớp miếng thịt bò của ông Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm rồi giơ ngón tay cái lên một cách sảnh điệu với rất nhiều lời bình luận khác nhau. Đây là hình ảnh Thánh Rắc Muối và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Facebook Dũng Trương thì viết rằng bức ảnh này đã gợi lại chủ đề chương trình Cơm có thịt của nhà báo Trần Đăng Tuấn. Còn Facebook Phong Hoàng thì viết đúng là bọn phản động, chắc là ghép hình ảnh đây mà. Lương Bộ trưởng chỉ có 20-25 triệu, lấy tiền đâu ra mà ăn sang đến như vậy. Còn Lâm Nguyễn thì nói rằng nhìn cái phận mỏ bác đớp mà mình chảy cả nước dãi. Bùi Tuấn Anh thì bình luận tiếp, không có bữa ăn nào miễn phí, Tô Lâm há miệng ra, ăn là tiền của dân lao động Việt Nam.
còn Facebook Linh thì viết lại: ngân sách nhà nước đã cạn, vàng trong dân còn nhiều, thì xin từng đồng tiền của người dân qua điện thoại chỉ để bay qua đây ăn. Còn Facebook Johnny Nguyễn thì viết rằng: cảm ơn đã chia sẻ, chắc ông này lại sắp vào lò rồi. Bạn đọc khác thì nói rằng: ước gì mình được làm đầy tớ nhân dân như bác Tô Lâm. Còn Hoàng Nguyễn thì chia sẻ: thương bác nhịn ăn, nhịn tiêu cả năm mới đủ ăn bữa thịt bò. Nhìn bác đớp miếng thịt mà ứa nước miếng. Còn bạn đọc Vi Vũ thì nhận định: bác ấy thật là quý tộc, dân nghèo kiếm một cân thịt lợn không ra. Dân đói khổ, Bộ trưởng Bộ Công an thì đem tiền của dân ném qua cửa sổ, thật là khốn nạn. Thắng Chủ thì nói rằng: Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, ăn chơi một món cả ngàn đô la, là tiền xương máu của dân ta, là tiền chúng móc ruột già dân đen. Còn Thơ Hoàng thì nói rằng: những chỗ phơi ra cho bản dân thiên hạ, các người còn dám ngang nhiên thế này, thử hỏi trong những cái biệt phủ kín thì sẽ làm như thế nào? Bác Trọng có nhìn thấy những hình ảnh này hay không nhỉ? Đây là hình ảnh ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao của Bộ Công an Việt Nam đặt vòng hoa tại mộ Kamas. Phương Vũ cho rằng một bữa ăn của các quan chức cứu được biết bao nhiêu người dân đang đói ăn trong mùa dịch. Trong phim Hồng Kông, chùm xã hội đen đi ăn chơi cũng được phục vụ tận răng như vậy. Lương Đức Thuận thì cho rằng chắc lại ghép người vào video chứ bữa cơm cả tỷ bạc, thằng nào dám ăn, trong lúc cả nước đang chết đói, tăng thuế đủ mặt hàng, thất nghiệp, phá sản khắp nơi. Mấy ông ghép video không cẩn thận bị phạt 7 triệu đó. Trên trang Facebook cá nhân, nhà hoạt động Phạm Minh Vũ cũng đưa ra bình luận như sau. Đoạn video dài 41 giây cho thấy thánh rắc muối chế biến món bò rắc vàng và sắt ra từng miếng, đồng thời tự tay rắc muối lên 3 phần thịt bò chế biến riêng cho đoàn Việt Nam có Tô Lâm và đồng bọn trị giá tới 135 triệu đồng. Chưa kể rượu vang và các món khác, và để thánh rắc muối đích thân bỏ vào mõm thì mức giá đó có thể cao gấp nhiều lần vì dịch vụ. Xem xong video, đọng lại trong tôi chẳng có gì ngoài sự cay đắng tận cùng. Tôi nhớ lại từng chuyến xe tháo chạy khỏi Sài Gòn mấy đợt vừa qua của người dân để chạy cái đói, cái khổ. Tôi nhớ từng đoàn người đi bộ, nối hàng dài lam lũ trở về hàng trăm cây số vì đói. Tôi nhớ tới đoàn xe Thiên Di leo lên đỉnh đèo Hải Vân trong cái mưa lạnh kèm bão lũ. Tôi nhớ tới hình ảnh người đàn ông phải nhặt từng hạt gạo khi cái ni lông bục giữa hẻ phố sau khi xin được nhà hảo tâm cho 3 ký gạo. Và còn lắm những cảnh thê lương mà dân ta chịu nỗi khốn khổ vì đại dịch trong mấy tháng vừa qua. Tháp Tùng Thủ tướng đi dự hội nghị tại châu Âu không biết hiệu quả đạt được ra sao, mang lại lợi ích thế nào cho dân, cho nước. Trước mắt là thấy ngốn không ít tiền thuế của dân, nhưng lại tổ chức ăn uống, nhìn nó thật khốn nạn và lưu manh, kịch cỡm. Tiền đó là tiền thuế của dân chứ đâu. Đây là hình ảnh người dân đang đi xe máy hàng ngàn km về quê tránh dịch, nằm ngủ vật ngủ vạ giữa đường vào hồi tháng 10, trong đó có rất nhiều trẻ em, người già và phụ nữ có mang. Bọn cộng sản quả thật là vô liêm sỉ, ăn chơi trác táng trên đầu đồng bào là loại người gì đây? Mà không sao, cạn tiền ngân sách thì mai đảng ta lại tăng thuế, tăng phí đề bù lại, cùng lắm là tăng thêm xăng, tăng điện, tăng cát bù vào. Ông Phạm Minh Vũ đã nêu ra quan điểm của mình như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Bảy ngày 6 tháng 11 năm 2021 với bản tin Bộ trưởng Công an Tô Lâm được thánh rắc muối đút bò rát vàng cho ăn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.